Thằng chó chết này. Mày lừa tao đúng không? Mày đánh bạc về đúng không? Mấy ngày hôm nay mày chưa về nhà đúng không? Vợ mày phải nói dối là mày đi rừng về đúng không? Em ra ngoài kia có tí việc. Lâu lắm không thấy anh vào đây. Anh vào đây có việc gì à? Anh vào trong này, đi vào trong chỗ nhà Nguyệt Tráng chơi mà. Không biết là bây giờ vợ chồng nhà Nguyệt Tráng bây giờ không biết là ra sao rồi. Ơi, thằng Tráng nó thành gì người? Ruộng đất, trâu bò nó bán hết đi đánh bạc rồi. Vợ nó đi sắp đẻ. Mà nhà nó thì suốt ngày vợ nó ở nhà một mình. Nhà thì hẻo lánh. Em cũng chịu luôn anh ạ. À thế à, giờ anh mới biết đấy. Thế thôi anh chào chú nhá. Okay, thôi bắt tay với chú cái, lâu ngày anh không vào. Thôi anh đi nhá. Nguyệt ơi, nhà có ai ở nhà không? Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt có nhà không? Có ai ở nhà không? Em. Bây giờ cuộc sống của hai em thế nào rồi? Em bầu bị đau bụng, đau lưng lắm anh ạ. Ừ, thôi thì cố gắng thôi em ạ. À. Anh thấy em khỏe mạnh này là anh vui rồi. Mà chó mèo sao giờ này không thấy có con nào này? Anh cứ tưởng là anh còn cầm cả gậy đây này. Giờ còn gì nữa đâu, anh có hai mẹ con thôi. Cứ tạm đây đã. Ủa thế hai mẹ con em đang cơm à? Anh ngồi ghế, ngồi tạm ghế. Sao trước thấy bàn ghế rộng rãi rồi, to mà bây giờ sau này toàn anh. Bàn ghế anh kê này anh ngồi đây. Vâng, anh ngồi. Đang cơm đi. Thế bây giờ cuộc sống của em bây giờ như nào rồi? Em vẫn ổn mà anh. Đây bầu bí em hơi đau lưng thôi anh ạ. Đi lấy chồng bao nhiêu năm nay rồi là cũng chưa về thăm bố mẹ được. Sao rồi? Mà hôm nay chồng em đi đâu mà không ở nhà? Mà hai mẹ con bầu bí này ăn cơm ở nhà mà nhìn có mỗi rau này mà chồng ở đâu mà để cho hai mẹ con ăn uống như này? Chồng em thì dạo này hay đi rừng lắm anh ạ. Đi 3-4 hôm mới về. Chắc là cũng sắp về rồi anh ạ. Anh ngồi chơi đợi chồng em về. Rồi cơm nước. Ơi, thằng Tráng nó thành gì người? Ruộng đất, trâu bò nó bán hết đi đánh bạc rồi. Vợ nó đi sắp đẻ. Mà nhà nó thì suốt ngày vợ nó ở nhà một mình. Nhà thì hẻo lánh. Em cũng chịu luôn anh ạ. Đi rừng hay là đi đâu? Em có nói thật không? Sao anh nghe, anh hôm nay anh đi qua bên làng nhà mình, anh vào đây anh gặp một số người nói là chồng em dạo này là bê tha lắm đúng không? Mà thực tế là anh vào đến đây là anh nhìn thấy hai mẹ con em như này, bầu bí như này, nhà ở trong hẻo lánh như này mà chồng đi rừng làm sao lại đi suốt như thế mà để hai mẹ con ở nhà như thế này, mà ăn uống như thế này, mà đang bầu bí nữa, anh cũng không hiểu tại sao. Bây giờ em nói thật đi.
Em nói thật mà, anh đi cứ đi rừng 3-4 hôm rồi mới về mà. Anh không tin em à? Thôi hai mẹ con ăn cơm đi nhá. Anh đi ra ngoài này anh hút điếu thuốc không lại ảnh hưởng hai mẹ con nhá. Anh Vương, hôm nay anh đến gia đình nhà em có việc gì không anh? Lâu ngày anh không đến thăm hai vợ chồng, anh đến chơi mà. Thế chú đi đâu về? Em đi có tí việc về thôi mà anh. Thằng chó chết này! Mày lừa tao đúng không? Mày đi đánh bạc về đúng không? Mấy ngày hôm nay mày chưa về nhà đúng không? Vợ mày phải nói dối là mày đi rừng về đúng không? Hôm nay tao đi qua kia, mọi người trong làng này chả ai không biết mày. Suốt ngày mày đi, mày tìm kiếm sự đỏ đen đúng không? Bây giờ mày nhìn đây, nhà mày có cái gì? Nhìn mày có như của con ma không? Biết được ngày xưa mày vào chơi ấy, tao đã ngăn cản bao nhiêu lần rồi, nhưng mà em gái tao không nghe, vẫn cứ cố chấp đi theo mày. Để bây giờ em gái tao phải khổ như này. Hôm nay tao vào đây chơi tao mới biết được sự thật là như thế. Tao không ngờ em gái tao lại phải chịu khổ ở đây vì mày. Một cái thằng như mày, mày hiểu chưa? Ham ăn lười làm. Mày không nhìn thấy gương bao nhiêu người chỉ vì đỏ đen thôi. Lúc nào cũng muốn lấy của người ta, không chịu làm mà đòi có ăn thì ăn cái gì? Mày nhìn lại mày đi. Trước đây anh đến đây chơi, anh còn thấy nhà mày đầy đủ lắm, khá giả lắm, mày không thua kém gì người trong làng. Bây giờ mày nhìn lại mày đi, vợ con mày đang bầu bí kia, hôm nay tao đến đây chơi ăn cơm với mớ rau cải, mày nghĩ là sau này con mày đẻ ra là cũng béo tốt như mày đúng không? Không phải chuyện của anh. Anh đừng can thiệp vào chuyện của em. Mày còn định đánh cả tao nữa. Nếu như mà mày đánh tao mà làm được cái đầu mày khôn ra ấy thì tao cho mày đánh, mày hiểu chưa? Nhưng nếu mà đánh tao mà mày không khôn ra được ấy, đời mày trước sau cũng chỉ vào tù thôi. Mày biết chưa? Cái loại mày, mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao, chứ đừng nói là đến người xã hội, mày hiểu chưa? Hôm nay tao không nói chuyện với mày, và hôm nay tao sẽ đưa em gái tao đi, không ở đây phải chịu khổ vì mày nữa. Anh đã biết tất cả rồi em ạ. Anh không nghĩ là hai vợ chồng em lại đến cư sự này, mà anh không ngờ thằng chồng em nó lại đến mức độ này đâu. Bây giờ như này em nhé, bây giờ hai mẹ con này đang bầu bí, tốt nhất là bây giờ em theo anh về với gia đình mình, nhà mình đi. Gia đình nhà mình thì có phải là thiếu thốn cái gì đâu mà em phải chịu khổ ở đây vì một cái thằng mà nó không xứng đáng như thế. Mà trong khi bây giờ em lại còn đang bầu bí như này, anh nghĩ là bây giờ em lên theo anh về để em sinh em bé đã, sau này rồi em lại tính tiếp nha. Đây là sự lựa chọn của em, nghe
Ngày xưa em không nghe lời bố mẹ, không nghe lời anh. Em dẫn đến cơ sự này là do lỗi của em. Em không thể để cho anh với bố mẹ khổ vì em nữa. Em ra nông nỗi này cũng là do lỗi của em. Em chỉ khổ cho bản thân em, khổ cho con của em. Em cũng không biết rằng tương lai sau này nó sẽ như thế nào nữa. Do lỗi của em nên em sẽ tự chịu trách nhiệm. Em không bao giờ để bố mẹ với anh thì đau khổ với em làm cái gì cả. Nhưng mà em vẫn hy vọng rằng chồng em sẽ vì em mà thay đổi, vì con, đứa con trong bụng này mà thay đổi với em. Không yên tâm em ạ. Bố mẹ và anh rất là thương em. Bây giờ em ở trong này, hai vợ chồng ở trong này hiểu lánh như này, mà trong khi em lại còn đang bầu bí này, trong này chả có ai bà con thân thiết gì cả. Anh đến đây anh thấy hoàn cảnh của em, anh rất là lo lắng. Hay em đi về với anh đi. Anh biết anh sai rồi, hãy cho anh xin lỗi được không? Anh biết thời gian vừa qua hai mẹ con đã khổ, hãy cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời được không em? Em rất vui vì anh đã biết sửa sai và thức tỉnh để quay lại với mẹ con em. Chỉ cần anh thay đổi bản thân là mẹ con em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Anh cảm ơn em, anh đã biết lỗi của anh rồi. Vợ cho chồng xin lỗi nhé. Anh rất là vui khi mà chú biết hối lỗi của mình và sẽ làm lại, đúng không? Anh rất là vui, anh rất cảm động. Anh luôn luôn ủng hộ cái điều đấy. Anh rất là vui khi mà chú biết lỗi lầm của mình và làm lại cuộc đời của mình. Hôm nay anh đến đây anh cũng không có nhiều tiền, anh có một chút. Anh muốn hỗ trợ hai vợ chồng, mặc dù là tiền nó cũng không nhiều, nhưng mà anh nghĩ là số tiền này sẽ đủ để cho chú chăm lo cho vợ, sinh em bé, rồi là mua một số thứ trang trải gia đình và làm lại cuộc đời. Hai vợ chồng nhận cho anh. Em cảm ơn anh ạ, vì nhờ hôm nay anh đến mà em biết lỗi lầm của em là nặng đến như thế nào. Hai vợ chồng nhận cho anh nhé. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cố gắng hai vợ chồng, cố gắng. Thôi, nay anh đến chơi với hai vợ chồng là anh rất là vui rồi. Anh ở lại cơm nước đó anh. Thôi, bởi vì là anh còn một số công việc nữa. Anh là phải anh xin phép đi về. Hôm nay anh đi qua đây, anh ghé vào đây chơi thôi nhá. Anh cố gắng nhá, Trắng nhá. Cố gắng. Anh đi về anh em nhá. Cố gắng ở lại nhá. Khi nào lại xuống thăm rồi vợ chồng em ơi ạ. Anh đi về nhá. Vợ chồng cố gắng nhá. Không cần tiếc anh đâu. Chăm lo cho vợ đi.